Rồi dạ, trước khi vô vậy. Còn vuốt tóc một cái nữa ha. Dạ. Rồi mời anh ngồi. Dạ. Dạ. À, điên mình ha anh? Dạ, điên mình. Dạ. Thì anh có hay qua ở bên SEDEC này không hả? À, có. À, cũng có anh ha. Dạ. À. À, nhìn trong hồ sơ đây thì là anh là anh Thành đến từ Cái Bè Tiền Giang anh ha. Dạ. À, rồi bây giờ trước tiên á, thì khi bước vào buổi trò chuyện thì anh gửi lời chào đến cộng đồng và giới thiệu về anh cho cộng đồng được biết anh ha. Dạ. À, anh chào Tấn Vĩ. Dạ. À, cộng đồng mạng trong và ngoài nước, bà con cô bác được nhiều sức khỏe. Dạ. Anh tên Phan Văn Thành, ở ấp 1 xã Tân Thanh, Cái Bè Tiền Giang. Anh sinh năm 1968. À, sinh năm 68. Dạ. Ừ, 68 là tuổi con gì anh Thành ha? Tuổi thân. À, tuổi thân. À, tuổi thân. Ừ. Dạ, coi vậy chứ em thấy cái người tuổi thân cũng hơi lẫn đận với tình duyên anh Thành. Dạ. Em thấy cũng nhiều lắm á. Dạ. Rồi có nhiều người còn hay nói giỡn là buổi tối thì tuổi thân. Dạ. Còn buổi ngày thì tuổi khỉ. Có nghĩa là tối về là hay bị tuổi thân. Ừ, đúng rồi, ngủ một mình tuổi thân lắm tức vị ơi. Dạ. Rồi hôm nay thì anh Thành đến với chương trình thì muốn bày tỏ điều gì anh Thành ha? Hôm nay qua bên đây cũng nhờ Tấn Vĩ kết nối yêu thương. Kiếm nửa đời còn lại mình kiếm coi cái cô nào, em nào để mình làm lại từ đầu lại nửa đời còn lại để mình sống cho vui vẻ với nhau. Vậy thì cái tình trạng hôn nhân của anh Thành thì như thế nào? Bà xã mình hồi trước mình có ấy là bà xã mất. Dạ. Yeah. Rồi sau cái mình cũng có mấy người mình cũng có tìm hiểu rồi nó không có hợp. Yeah. Rồi bây giờ mình mới lên chương trình này để mình tìm. Dạ. Yeah. Vậy thì anh Thành có mấy cháu hết anh Thành? Anh có hai cháu mà có nhà tư riêng hết. Bây giờ đứa nào nói bây giờ cũng khá giả, cũng giàu có rồi. Yeah. À, anh bây giờ anh sống một mình cũng như ba cha con là ba nhà. Yeah. Bây giờ nói chung thì anh bây giờ nếu muốn lập gia đình thì anh sống một mình anh. Rồi gì đó là không làm dâu làm con, không làm gì hết. Yeah. À, yeah. Về sống như vợ chồng với nhau mà chia sẻ với nhau. Yeah. Vậy rồi hôm nay đó thì anh đến với chương trình thì anh có muốn bày tỏ đến cô nào cụ thể không hay là anh muốn giới thiệu về bản thân? Trước mắt anh bản thân mà còn trong của Thương Vĩ thì mình chưa có cũng có mấy người mà nhưng mình cũng chưa có nắm được người đó có chủ hay là không chưa. Dạ. Thành cái đó nữa để mình hỏi Thương Vĩ sao. Dạ dạ được. Dạ. cũng được. Dạ. Dạ. Chứ còn bây giờ mình chỉ hôn nói với người đó rồi cái người đó có chủ rồi cái mất công. Dạ. 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 Để mình hỏi Tướng Vĩ thì chắc chắc cố hơn. Dạ dạ, dạ. Ok anh thì em. Dạ. Đồng ý thì đến với chương trình thì nó có hai cái nội dung cũng như là có hai cái mục tiêu để mình làm việc cho nó hiệu quả. Dạ. Thứ nhất thì mình bày tỏ đến một người nào đó thì có thể em sẽ ghi nhận thông tin của anh rồi em sẽ gửi đến cho cái người mà anh có để ý. Dạ. Xem về cái gia cảnh cũng như là tuổi tác rồi cái nguyện vọng của anh thì sau khi ghi nhận xong thì em sẽ gửi đến cho người đó. Yeah. Cái điều thứ hai nữa đó thì là khi cập nhật lên cộng đồng thì có ai mà muốn làm quen với anh Thành và thấy mến anh Thành muốn làm quen đó thì em cũng sẽ ghi nhận của từ người đó rồi em gửi cho anh Thành xem. Yeah. Yeah. Thì không biết cả hai nội dung này thì anh có đồng ý với cái quan điểm đó không và có trở ngại gì không? Không có trở ngại gì tính vậy. Dạ. Nói chung thì hồi trước là tài xế, bây giờ là mình không có chạy nữa để cho tài xế chạy. Ở nhà, còn ở nhà thì bây giờ mình cũng có mở ra cái mua quán nhỏ nhỏ thì tủ bàn ghế về trang trí nội thất đồ thanh lý đó. À, vậy là anh cũng có làm bên cái dịch vụ du lịch nữa, dịch vụ vận tải. Dạ. Vậy là anh kêu tài xế chạy. Dạ.
Thì cái thu nhập thì anh thấy sao về cái lĩnh vực bên? Nói chung là làm nghề xe thì hình như là từ ngày xưa là mình chia tay bà xã là mình đi về là mình là bắt đầu mình mới làm nghề xe. Thì mình làm thì nói chung thì từ cái xe nhỏ cho nó bây giờ mình tới xe lớn. Làm nói chung là rất là ok. Thứ hai nữa là mình làm ăn thì mình có cái tình cảm lắm. Nhờ mình làm ăn thì nó rất là đàng hoàng. Thứ hai nữa là khách hàng người ta mến mình lắm. Vậy thì còn bên cái làm bên cái nội thất thì anh đã làm được lâu chưa và có thuận lợi? Cái này mới thôi, mới lúc mà chưa tới mùa thấy mình ham rồi cái mình suy nghĩ cũng lớn tuổi mở ra một cái này để mình kiếm thêm. Vậy lâu nay thì anh sống một mình. Con thì nó ra cửa nhà. Con thì bây giờ nó có vợ có con thì nó lo cho con vợ nó rồi chứ. Nhưng nó cũng có hiếu mà những cái hiếu đó thì nó không được lo cho mình vui vẻ bằng mình có phải có người bạn. Đúng rồi. Theo em nghĩ như vậy là hợp lý. Bởi vì thường người ta hay gọi là con chăm cha không bằng bà chăm ông đó. Nên là dù sao thì tình yêu đôi lứa này kia thì nó cũng có cái tình cảm khác. Còn con thì nó lại mang cái tính là trả hiếu, chứ còn nó không phải là đôi lứa. Anh ha. Còn nghe tại vì anh cũng mới coi kênh chứng chỉ cũng mấy tháng nay thì cũng buồn ở nhà đó. Tại vì bây giờ ở nhà một mình muốn đi ra thì phải đóng cửa. Còn bây giờ ở nhà một mình cứ đâu có gì đâu vui, rồi cứ mở máy lên coi, còn như trong lúc đó coi cũng theo dõi cái kênh của Tuấn Tỷ thì thấy nó hay. Còn xin lỗi nói ở đây cho cộng đồng mà nghe nữa chứ không phải là nếu mà mình nói mà để ở ngoài nó quen thì nói chung là thành cũng đắt lắm ạ. Cũng nhiều mối chứ không phải là không có phải không? Đúng rồi. Mà nhưng ngược lại ra còn nhiều khi bây giờ mình lớn rồi không lẽ đi ra rồi người này không được người kia hết cũng mang tiếng mà lại mệt mỏi quá. Rồi còn ở trên chương trình của Tấn Vĩ thì mình theo dõi thì nó cộng đồng nó bao gồm nó nhiều lắm. Thành thử ví dụ mà cái người nào được hay là mình cũng có thôi mình có để ý mà cũng có người nào được thì ví dụ mình thấy cái chỗ đó người ta thật lòng hơn ta lên đây như chẳng hạn người đi kiếm chồng mình đi kiếm vợ thì nó đại thì lên trên đây nó dễ hơn. Còn ở ngoài nhiều khi lắm lúc mà muốn kiếm chồng mà nhiều khi cũng ủng nghèo rồi nhiều khi không có chịu chưa có chịu lấy chồng này kia đâu, những dẫn mệt mỏi quá. Mình lớn rồi chứ không phải như nhỏ mà mình lớn lên rồi tán tỉnh rồi đi công ăn việc làm mình bây giờ nó nó vậy thì mình muốn lên đây thì nó thực tế hơn. Có nghĩa là lên đây đó thì tìm đúng mục tiêu. Mục tiêu và cái đối tượng mà lên đây thì đa phần là các anh chị cũng đã đổ vỡ và thực sự mong muốn là kiếm lại cái hạnh phúc gia đình, kiếm lại cái mảnh ghép cho nó phù hợp. Còn nói như anh thì cũng đúng, bởi vì bây giờ ở ngoài đó thì cũng có những trường hợp họ chưa sẵn sàng. Họ chưa sẵn sàng bởi vì họ chưa muốn thì ví dụ như cái chuyện mà họ chưa đồng ý hoặc này kia đó thì cũng dễ hiểu bởi vì là họ chưa thật sự sẵn sàng. Đó, còn khi mà đã lên đây thì thật sự là nó có một mục tiêu chung là ai cũng sẵn sàng, đã sẵn sàng. Bên cạnh đó đó thì khi lên đây thì cũng em thấy là đa phần là mọi việc cũng không có e ngại gì những cái mối quan hệ cá nhân nữa. Có nghĩa là họ cũng sẵn sàng chứ không có cái dây mơ rễ má nào để mà phải đáng lo ngại nữa. Cho nên là em thấy dù sao thì cũng thấy được cái điểm đó là cái điểm mà là cái điểm mà thật sự là anh chị nào cũng muốn kiếm mảnh ghép cho nó phù hợp thì mới lên chương trình. Mạnh với Thành có cái chỗ mạnh dạng là cái chỗ là thứ nhất là cái người mình phải thương người đó, mình phải thấy người đó, mình phải thương người đó là mới Thành mới chịu. Chứ còn mà mình không thương người này bằng máy người ta chỉ hình như nhiều lắm mà nhưng ngược lại kiểu như không có vừa ý mình. Có nghĩa là
ý anh Thành nói là cũng có một số người có giới thiệu cho anh người này rồi người kia. Dạ, dạ, dạ. Nhưng mà cái đối tượng thì nó không có phù hợp. Dạ. Hoặc là nó không không cảm thấy không có tình cảm. Dạ. Dạ. Còn khi mà anh xem chương trình đó thì chắc anh cũng có thấy một vài đối tượng nào đó mà anh cảm thấy rằng là nó phù hợp ha. Đúng rồi, đúng rồi. Chắc có thể vậy đúng không? Dạ, dạ. Em cũng đoán như vậy. Dạ. Vậy thì có thể anh cởi mở về điều đó để bên kia cũng cảm thấy rằng là anh cũng sẵn sàng công khai. Dạ, yeah. Anh quý ai hôm nay anh nói cho Tuấn Vĩ biết được không? Nói chung thì mình quý thì mình có quý, mà nhưng bây giờ nói Tuấn Vĩ không biết có người ta có chủ hay là có người khác chưa, anh cũng chưa có phân biệt đó. Nhiều khi lắm lúc mà mình có nhớ từ tên ở đâu biết, mà nhưng ngược lại không biết là có thấy cũng có nhiều người cũng lên mà lên cũng thích cô này cũng thích cô kia, rồi mình không biết nó có thành đôi rồi chưa, cũng chưa biết được nữa. Thì cái này nữa sau này thành gọi điện Tuấn Vĩ nói chuyện sao ha, là được không chứ còn được. Tuấn Vĩ cái người nào được hay là không, hai người đó có chủ rồi thì thôi. Dạ. Chứ mà về mình nói lên đây thì nói chung thì được rồi, em hiểu ý anh rồi. Dạ. Thì bây giờ mình có hai cái phương án để mình làm việc là thế này anh nè. Một là anh trao đổi thẳng với người đó trên sóng. Dạ. Còn hai nữa thì nếu anh cảm thấy rằng là nó hơi tế nhị vì cái điều gì đó thì có thể anh trao đổi riêng với em. Đó là cái mục tiêu thứ nhất. Mục tiêu thứ hai nữa thì khi cập nhật lên cộng đồng thì có chị nào đó mà rất là quý mến anh và muốn làm quen với anh thì em ghi nhận người đó và em sẽ chuyển đến cho anh xem. Không biết là cái về cái nội dung thứ hai là để ghi nhận một ai đó để gửi đến cho anh xem, thì cái việc đó anh có hoan nghênh không và có đồng ý cái điều đó không? Được, cái chuyện đó mình cũng đang kiệm. Thì nếu mà bây giờ nữa mình cảm thấy hợp thì mình đến với nhau bằng mình đến với nhau bằng vợ chồng. Còn nếu mà không hợp thì mình gọi là bạn bè thôi, cũng là người mà mình cũng là tốt thôi chứ cũng không có gì đâu mà để không e ngại gì. Không có trở ngại gì. Còn nếu mà gọi là để chọn một người phụ nữ về chung sống thì anh muốn chọn một người như thế nào để cho nó phù hợp với anh? Anh có thể nói lên điều này. Bây giờ mình nói thì nếu mà nói lên trên đây rồi mình phải nói hết luôn. Mình phải nói thẳng luôn chứ không có ngại ngùng gì hết. Nếu mà kiếm một người, thứ nhất nhìn vô có ngoại hình. Phải nhìn vô cho nó mặt, cho nó sáng, hay là cũng có duyên mình về ra ngoài mở ra mà làm ăn thì con người cái mình nhờ. Rồi thứ hai nữa là cái tính. Cái tính tình phải hiểu với nhau, phải thông cảm với nhau, phải nhạy bén về cái chỗ đó. Chứ còn giàu nghèo thì do bàn tay mình thôi. Không nói giàu nghèo. Đúng rồi, thật sự mà nói là người ta hay gọi là thuận vợ thuận chồng. Mà như ngược lại là nhiều khi ở lên trên đây á, nhiều người có nói tế nhị. Lên đây là yêu cầu cái người này trung thành trung thủy, mà trung thành mà hỏi đưa xấu có có chịu không? Dạ. Mình đây là mình nói thiệt, thứ nhất là nhìn vô cái ngoại hình. Dạ. Đi xin việc làm cũng vậy, người ta nhìn vô cái là nhìn có ngoại hình rồi người ta mới nhận đơn. Dạ. Cái đó cũng đúng. Những điều anh nói là em đều tán thành với cái ý kiến đó. Thứ nhất, ví dụ như chẳng hạn như là nói mong muốn cái người đó về sống chung thủy, thì thực sự mà nói đó là cái chung thủy hay không là ăn thua là do đôi bên hợp nhau. Khi mà đã hài lòng thì có thể là người ta không có đứng núi này trong núi nọ nữa. Nhưng mà ví dụ chẳng hạn như mong muốn chung thủy nhưng mà xong trong quá trình sống đôi bên không hài lòng với nhau thì đương nhiên là sẽ phát sinh ra cái chuyện là những cái chuyện có những cái mối quan hệ khác, bởi vì trong lòng không hài lòng mà. Thì đương nhiên là cái điều đó nó sẽ dễ xảy ra. Cho nên là nói để mà có chung thủy hay không cũng ăn thua một phần là cũng do ở mình nữa. Và đôi bên phải hợp nhau và hiểu nhau và gọi là trân trọng nhau thì sẽ đạt được cái điều đó. Chẳng hạn như bây giờ người vợ đó mà trân trọng mình, không lẽ người vợ đó đi làm bậy làm này cái gì ở đâu, hay là quen biết ai, hay là có mối quan hệ nào ở đâu, bởi vì họ trân trọng mình, người ta không dám. Còn nếu ví dụ chẳng hạn như mình hết cô này qua cô kia, cô nọ này kia, thì cái chuyện vợ nó không có chung thủy với mình là cái điều dễ hiểu.
mấy bạn nói thôi mẹ ơi, mày ở đây cũng nhóc hết trơn mà má, nhưng thật sự là không được. Yeah. Thôi nói mình lên trên đây là mới gọi là thật. Yeah. Thật lòng. Chứ còn mà nhiều khi nó ở ngoài, hôm đấy không phải là mình không có. Yeah. Thật ra thì cái về cái góc độ này đó anh, thì theo cái nhận thức theo cái nhận định của em á, thì em nghĩ rằng thế này nè, ở trên kênh á thì nó cũng có cái ưu điểm. Nó ưu điểm được một cái đó là thứ nhất là đã sẵn sàng công khai. Yeah. Không có giấu giếm gì nữa hết. Yeah. Trơn á. Yeah. Không giấu giếm ai hết trơn á. Tôi đã lên cộng đồng rồi, tôi đâu có giấu gì ai đâu. Hàng xóm tôi cũng biết, hay là những người mối quan hệ của tôi là đều biết. Thì cái điều đó là em hoan nghênh. Yeah. Em thấy được cái là yên tâm về điều đó. Yeah. Không có nói dối được. Yeah. Chẳng hạn như bây giờ ở nhà đang có ai đó mà nói để lên đây mà để bày tỏ để kiếm một người nữa, thì cái chuyện đó là nó khó. Khó. Không có giấu được. Yeah. Máy móc thì cái bể mẹ hết trơn. Yeah. Còn gọi là để mà đánh giá gọi là chỉ lên đây mới thật hoặc này kia thì cũng chưa hẳn. Bởi vì ở cái chỗ là môi trường nào thì nó cũng có người tốt, môi trường nào thì cũng có kẻ này người kia. Nhưng mà được cái là khi lên đây thì mọi việc nó đã sẵn sàng. Yeah. Thì em thấy được cái điều đó. Yeah. Yeah. Rồi hồi nãy thì anh cũng nói sơ về cái việc là cần kiếm một người là có ngoại hình cũng tốt một chút. Yeah, anh ha. Yeah. Yeah. Thì cái điều đó thì hầu như em thấy hầu như đàn ông đó thì ai cũng thích là người phụ nữ của đời mình là sẽ phải vợ đẹp. Cái ngoại hình thì tính điều... kiểu biết. Yeah. Nếu mà đã cái đúng một cái tình thương hay là cái có vợ để mình theo cái ý muốn của mình đó, thì hình như cái gì nó cũng dễ chứ tính vị. Dạ. Cái gì cực khổ hay là bất cứ gì cũng dễ, còn mà cái mà không thương hay là một cái mà không, nó trong lòng nó không ấy rồi, cái hình như nó khó lắm. Nó khó. Dạ. Yeah. Dạ. Còn nói về cái mặt này đó anh, thì đương nhiên con người ta đó ai cũng mong muốn rằng là cái người sống chung với mình được có nhiều ưu điểm. Yeah. Ai cũng muốn có nhiều ưu điểm. Yeah. Thứ nhất, đầu tiên là chẳng hạn như quan niệm của anh thì anh cũng cần cái ngoại hình nè. Thứ nhất là để nhìn dễ thương thì cái gì nó cũng qua. Yeah. Đó là cái điều em hiểu được cái ý anh. Và điều thứ hai nữa đó, thì trong cái sự buôn bán hoặc này kia thì cũng cần một người vợ dễ coi một chút xíu. Đúng rồi. Thì đôi khi tiếp khách rồi này kia, lanh lợi này kia. Thì ai cũng muốn vậy. Ai cũng muốn. Rồi. Mà như lên đây có người ta hơi khiêm tốn chút, người ta nấy né. Tôi có người kiếm sao, có người mà nó thật lòng. Sao không thật, không thật lòng là lên đây làm chi, đi kiếm làm chi. Dạ. Nhưng mình cái gì nó có sao mà nói vậy. Dạ. Thì em cũng thấy được cái chỗ là thẳng thắn của anh, được cái điều đó. Mà có thể là những người khác người ta ngại, người ta không dám nói. Yeah. Sợ rồi người ta nói là mình phải yêu cầu hoặc này kia. Nhưng mà thật sự mới nói đó là cái quan điểm của từng người. Mình có quyền nói. Và đôi khi không nói cũng biết nữa. Như em nói hồi nãy đó, đa phần đàn ông thì người ta cũng rất là thích ngoại hình, có người vợ có ngoại hình tốt. Nhưng điều quan trọng nhất ở trong cuộc sống thì em vẫn thấy rằng là cái tâm tính này kia thì nó cũng rất là quan trọng, và hầu như là quan trọng bậc nhất. Yeah. Đương nhiên thì con người có nhiều điểm thì nó sẽ ai cũng muốn. Yeah. Ví dụ chẳng hạn bây giờ em thấy một người vợ rất là đẹp, rất là xinh, ngoại hình này kia rất là tốt, nhưng mà chẳng hạn như ăn nói hỗn hào này. Yeah. Hoặc là ví dụ như chẳng hạn như là không biết tôn trọng chồng nè. Yeah. Rồi hoặc là có những cái tính ví dụ như lăng nhăng này kia nè. Yeah. Thì thật sự mà nói là cái đẹp đó nó trở thành không đẹp. Yeah. Tuy nhiên thì con người ta nếu mà được nhiều điểm thì nó càng tốt. Yeah. Vừa là tâm tính tốt vừa là đẹp thì càng tốt. Yeah, đúng rồi. Yeah. Thì trước mắt cái để mình nhìn vô cái đi, người ta mua quá cũng vậy. Sao mình có con vợ con nhỏ đó nó cũng mua bán mà nó vui vẻ. Dạ. Yeah. Rồi còn về vấn đề tuổi tác này kia thì... Tuổi tác hả? Dạ. Tuổi thì từ khoảng 40 đổ lên. Dạ. Nếu mà gọi là đoán sơ thì có thể là anh cũng có thích vợ trẻ ha? Dạ, vợ trẻ thích chứ. Dạ. Mà nhưng ngược lại đừng có trẻ quá. Nhiều khi bây giờ hiện giờ mấy đứa... quen có ba mấy thì đáng con mình, nhiều khi mình hơi xa quá. Yeah. Khoảng có bốn mấy, tại vì vừa rồi của mình nó cũng mới ba mấy thôi, ba chín tuổi. Ừ.
Thì cái việc vỡ trẻ đó, thật ra mà nói là cá nhân em đây, em cũng thích cái trẻ cái đẹp, nhưng mà gọi là thích thì thích vậy thôi, chứ còn gọi là để mà trong cuộc sống á, thì vỡ trẻ quá thì hoàn toàn nó không tốt cho mình. Nó không tốt cho mình bởi vì ở cái vấn đề là khác cái quan điểm. Ví dụ như mình thì là quan điểm của người lớn, mà vợ mình thì quan điểm của cái tuổi mà đang còn gọi là thích vui, thích vui chơi, ví dụ như chẳng hạn như vậy. Thì hai cái quan điểm đó nó sẽ không có cảm thông với nhau được. Với nữa thì anh nghĩ là cái quan điểm trẻ vợ trẻ thì cũng tùy theo cái công việc của mình, với tùy theo cái tính của mình, cái thích hợp với nhau nữa, chứ không phải là nhiều người họ nói công việc mà nó không ổn định rồi vợ trẻ cũng không được. Dạ đúng rồi, chẳng hạn như vợ trẻ thì hay thích đòi đi mua sắm. Dạ rồi mà mình là cái dạng là anh cũng dân cũng sành điệu lắm, chứ không phải là không biết. Dạ nói chung là vậy. Dạ nói chung là cũng ga lăng phải không? Chứ cũng không có đòi mà sợ gì. Rồi sợ, chỉ sợ rằng là đôi khi sợ không chiều được vợ thôi. Chứ còn nếu ví dụ như mà tuổi của mình thì tuy rằng là nó hơi có chênh lệch so với cái tuổi của vợ nếu là vợ trẻ, nhưng mà ngược lại cái tâm hồn của mình nó vẫn trẻ trung thì cũng ok. Sợ rồi đôi khi về sống rồi nó chê, nó nói anh giống như ông già rồi em thấy quại quá này kia, thấy sợ không phù hợp thôi. Còn về cái việc mà ở vùng miền này kia thì anh Thành có ưu tiên cho vùng nào không? Không, miền nào cũng được, nước ngoài, nước trong gì cũng được hết. Ở đâu cũng được. Muốn cần, tại vì bây giờ mình nhà thì ở cặp mặt tiền thì đối diện với nhà dì Tư Sang đó. Dạ. Đó, tức bị biết đó. Cũng có nói cho bạn nghe. Rồi bảo ừ, ta thấy cũng hay lắm, tính bị nó lên vô, nó cũng vô đây hoài, nó cũng ghé đây hoài nè. Dạ. Rồi nói chung thì nhà cửa, công ăn việc làm nó cũng ổn. Yeah. Ví dụ mà bây giờ có sống một mình, ví dụ mà chỗ nào, nếu mà cô nào, em nào mà có điều kiện ngon thì mình ở đây mình vẫn cho thuê cũng vẫn được. Cho thuê mình vẫn đi sống với nhau để hai người nó gần gũi với nhau hơn. Còn nếu mà người nào mà ở bên kia có điều kiện mà nó không ấy thì về nhà mình. Nhà mình có nhà. Rồi xe cổ này kia đồ thì mình vẫn có. Xe tổ mình thì cũng còn, bây giờ còn 2 chiếc, hồi trước 4 chiếc. Dạ 4 chiếc tải, bây giờ còn 2 chiếc. Vậy là có nghĩa là cái điều kiện gọi là để mà sẵn sàng rước vợ về thì chắc là anh cũng đã sẵn sàng ha. Nơi ăn chốn ở hôm nay kia có nhà riêng tư, không có dâu con, không có không có lệ thuộc nào, chỉ có lệ thuộc chồng thôi. Vậy lâu nay thì về cái việc mà nội trợ ăn uống này kia thì sao, anh tự nấu hay sao? Anh hả, đàn ông cũng anh mà đàn bà cũng anh sáng ngày cầm chổi quét mấy đứa đi ngang ghẹo hoài, nó quét sân cái cửa nhà bà Tư Sang, nó bảo quét bệnh anh ở đây anh quét rồi nó đi ngang, anh Thành ơi để cho em quét cho này kia đó, mà những ngược lại thì thôi mình gì làm cũng được hết. Không ngại gai vườn thì làm vườn. Còn phóng lên xe thì chạy xe, rồi về mở cửa mua bán, nói chung cái gì cũng làm, rửa chén rửa bát ở nhà tự làm. Hồi nhỏ lớn giờ hình như là chưa có ai quan tâm tới mình, lo tự mình lo cho bản thân mình thôi. Hơi thiệt thòi cái đó anh. Người ta có phước hơn mình là cái chỗ là có người. Chứ đúng ra lớn lớn tuổi như mình là mình phải an phận rồi đó tính việc. Chứ không phải là cái dạng cực khổ như vậy đâu. Mà nhưng mình cũng không có, mình làm mình ăn mà không than ai chứ. Còn kiếm tiền cũng vậy, băng đêm băng hôm cũng vậy, xe tài xế chạy gì hay một đêm mà thức khoảng 10 giác. Anh ơi cho số điện thoại tài xế, anh ơi đi lấy hàng, rồi xe tài xế về cái hôm nói anh ơi mở cửa. Nó đủ thứ mà nhưng mình vẫn vui, làm ăn là rất là vui. Nhờ có số điện thoại thì mình mới có tiền. Còn lúc nào mà điện thoại nó vắng, ngày nào mà không có điện thoại hình như đói à. Nghĩa là bữa nào có khách gọi này kia thì chạy chỗ này chạy chỗ kia thì có thu nhập ha. Thì em thấy hình như chị Tư cũng một mình anh ha. Chị Tư cũng không có chồng phải không ta? Chị Tư không có chồng. Nói này nhiều khi lắm, nói chuyện của tao nhiều khi nói này bà con bà nghe thì không có, thì nói không có chứ làm sao. Là bà không có chồng, có chồng.
mà là ông chú của, cũng bà con bên anh nè, à, chú của anh à. Thì bây giờ là chồng thì ở trước cửa nhà bả đó. À, ồ vậy hả? Trước cửa luôn rồi à. Chỉ có cái con lộ nhỏ là ở quê đó à. Nhà bả dưới trên đây. Mà nhưng hồi trước nghe bả nói tao hồi đó tao cứ đi cưới vợ cho ổng nữa mày ơi. Không biết làm sao. À, vậy là có nghĩa là hai vợ chồng thì vẫn ở đối diện. Đối diện. Ừ, chỉ có một cái là không có sống với nhau thôi. Dạ dạ dạ. Ừ. Thì cái chuyện đó thì ông bà bây giờ bà cũng đi chùa đi núi, bà cũng hay đi làm từ thiện lắm. Dạ, chị Tư tốt. Dạ. Dạ. Hôm trước mà cái chùa lá này kia đó là chị Tư với Út có kêu em qua để ghi nhận và hỗ trợ bên chùa đó, cũng từ chị Tư giới thiệu ra đó. Dạ. Dạ. Không, bà sống nói chuyện nghe hạp đó, hai thím cháu cái hú qua hú lại có ngang con lộ à, con lộ 30 á. Ừ. Anh ơi, quát chén trà nè. Rồi cái, anh cũng vậy, bên đây cũng vậy. Tư ơi, rảnh không? Trải qua. Yeah. Nói chung là hạp lắm, nói chuyện với nhau là hạp lắm. Yeah. Bà mến, bà cũng nghe cái Văn nói chuyện với mình, nói chuyện cũng có cái hậu, và bà cũng vậy. Yeah. Mình nói chuyện mình như, nó hạp dễ nói chuyện lắm. Nói chuyện tới nhiều khi quên ăn luôn. Yeah. Ok anh, bây giờ thế này. Gọi là em ghi nhận mang tính là cơ bản và em lấy cái thông tin từ anh. À, còn nãy giờ anh em mình trò chuyện trao đổi vậy thì anh có thấy được thoải mái không, và có điều gì muốn bày tỏ thêm không? Không, thoải mái rồi, như mình chỉ nói vậy đi rồi nữa có gì thì anh em thì nó sao anh, ví dụ một cái người nào đó thì nữ tướng quỷ thành nói cho tướng quỷ rồi cái người đó chưa có chủ, chưa có người nào thì ví dụ mà thành tự tin lắm. Không ngại người nào hết bất cứ. Mình chứ không có phải như người ta hay người khác mà sợ của người đó giàu hay là người đó đẹp mà không dám sợ với ông tới mình, nhưng mình không ngại gì cái phần đó. Quan trọng là cái duyên anh. Quan trọng cái duyên. Chứ thật ra thì những cái việc mà vật chất hoặc là này kia đó thì nó chỉ là phù du thôi. Nó chỉ là vật ngoài thân mà. Thì đôi khi sống với nhau cái tình mà vui vẻ thì cảm thấy rằng là nó được hạnh phúc. Còn ngược lại, ví dụ như cái vật chất mà sống với nhau không hợp thì nó cũng chẳng là cái gì hết. Đúng rồi, đúng rồi. Giống kiểu đó, chẳng hạn như con chim mà nó ở một cái lồng vàng thì đó cũng chỉ là cái lồng thôi, chứ nó con chim là vẫn là con chim, chứ nó không có phải là cái lồng vàng đó nó làm cho cái con chim đó nó tốt hơn về cái đời của nó, không phải. Cho nên là điều quan trọng nhất là cái tinh thần. Tướng Vĩ có bữa nào có đi qua bển á, Tướng Vĩ lấy cái số của mình lại, lấy cái số mình lại là số của mình là cái nói chung là cái số đó là số làm ăn, với hai nữa là mình ở bển cũng sống về, nói chung là bước vô địa phận đó là bên Tiền Giang là nói tên anh cũng nhiều người mến, nhiều người biết. Không sống cũng có cái hậu lắm. Mà với hai nữa là nhiều khi lắm, lúc ở bển đó nhiều khi cũng đa hệ. Rồi em hiểu rồi. Rồi cái làm ăn, cái ngoại giao của mình á, xã giao nó rộng, biết nhiều lắm, biết nhiều chuyện này. Rồi có dịp mà đi qua chị Tư đó thì em hú anh. Em hú anh qua chị Tư uống nước trà trò chuyện chơi. Thì đối diện luôn, đối diện luôn mà. Dạ. Mà nếu không nói ngay tiếng vậy biết liền, ngay chỗ có quán cà phê có cái bàn bự đó. Rồi nếu không nữa thì bữa nào mà có chị nào đó mà kết nối với anh được á thì em với chị qua để ghi nhận thực tế coi cuộc sống của anh hiện tại ra sao. Rồi vậy thì bây giờ mình tạm thời là mình tạm biệt nhau ở đây anh ha. Rồi có gì thì anh em mình sẽ trao đổi tiếp anh ha. Ok rồi, anh. Vậy là chúc gia đình Tướng Vĩ được nhiều hạnh phúc. Như bà con cô bác trong và ngoài nước được nhiều sức khỏe. Làm ăn phát tài. Rồi ok anh ha, vậy mình chào tạm biệt nhau anh nha. Bye bye. Rồi anh ngồi đó đi.